Chào các con, chào các bác. Hôm nay cùng bò về cặp bò mới, hàng Barbie gây lái, nhưng mà thật sự để nói nó là hàng siêu VIP nhé, đẳng cấp luôn. Đấy, con bò thì đẻ đứa đầu tiên, nhưng mà nó thuộc về hàng tầm đại nhé các bác nhé. Đây còn nó là con đực F2. Lâu lắm rồi bắt cặp bò Barbie nó đẳng cấp như này. Không một lỗi vết gì để chê luôn. Đây các bác nhìn con bò nó, con nó được 1 tháng 10 ngày, mồng như cái mổ luôn, phúc. Đây các bác nhìn cái mồng của nó này. Đấy, đây mình gọi là F2 đó, mồng như cái mổ luôn, đẹp tuyệt vời luôn nhá. Nếu để nói con bò 3B như này thực sự là nó thuộc về hàng rất là đẳng cấp rồi, ít có luôn. Lâu lâu bắt được cặp bò nó VIP như này, em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo này. Nếu bác nào mà yêu thích hàng Barbie gây lái đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Nuôi những con bò nó tầm đại như này thì nó đẻ thì quá chất luôn. Đấy, không một lỗi vết gì luôn nhé. Con này thì chiều cao nó tầm cửa 1m45 nhé. Đắt 5 tạ hơi. Nói là ít có đấy. Đây còn nó này. Mua những cặp bò nhìn đã sướng. Nếu để nói là kiếm một cặp bò Barbie gây lái mà nó đẳng cấp như này thì các bác mà nuôi thì rất là thích luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Quay chi tiết để các bác xem. Đấy, chân móng này, móng sò nhá, bầu sữa nó này, bốn vú dành nhá, hiếm dài luôn. Thật sự để nói con này là không có điểm chê luôn nhé, quá chất lượng đỉnh cao luôn. Đấy, mua những cái cặp bò như này vào thời điểm này các bác mua thì nó quá hợp lý luôn nhé. Đây còn nữa này, con này nó đã như này. Đấy, quá đẳng cấp luôn, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Con này con F2 đực cho nên là các bác nuôi khoảng tầm 4 tháng nữa là có thể nuôi tầm được 4 tháng nữa là con bò này rất là nhiều tiền. Đấy, quá chất lượng luôn nhé. Đây con mẹ này hát 5 tạ hơi luôn, lứa đầu tiên nó đã như này, cao chiều. Càng ngắm càng thích luôn. Cặp bò này có giá là bằng 57 triệu đấy. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái này đẹp đẳng cấp thì nhìn đã xuống. Đấy, mua những cặp bò này. Đấy, nói là kiếm được những cặp bò lái nó đẳng cấp như này thì rất là ít luôn nhé. Tiếng là 57 triệu bao ship, nhưng mà thực tế ra là con nó đã đáng bao tiền này các bác nhìn. Đấy, còn F2 xịn luôn nhé, mồng đấy. Con mẹ của nó bây giờ các bác biết là nó tầm 2 tạ lột rồi. Các bác biết là nếu bác nào mà đã từng đi mua bò thịt thì các bác biết là 2 tạ lột nó đáng bao tiền. Đây, nhìn mông to cao dài, thật sự để nói là em rất là ưng ý luôn, không có điểm chê luôn, từ nước sữa lẫn lề lối quá đẹp. Mua những cặp bò như này về nuôi các bác dắt ra dắt vào nó sướng. Đấy, bao tật lỗi cho các bác luôn nhé. Riêng con này đẻ quá dễ luôn, đẻ chuẩn, đẹp long lanh luôn. Những cái dòng nó mông to háng rộng cao dài như này thường thường nó đẻ rất là dễ, rất là chuẩn luôn nhé. Đấy, lứa đầu tiên nó đã như này các bác biết là nó đẳng cấp như nào.
những cặp bò này như thời điểm trước có phải tầm 70 triệu. Đấy. Quá chất lượng đỉnh cao. Đấy, các bác nhìn này. Bác nào mà yêu thích hàng lái lèn siêu VIP thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này nhá. Giá công khai là bằng 57 triệu. Đấy. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Thiện chí yêu thích hàng lái lèn đẳng cấp thì liên hệ nhìn cả mẹ con. Đấy. Càng ngắm càng sướng luôn, quá đỉnh cao luôn.